Xin kính chào quý vị khán giả. Như Huỳnh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, 105 thành phố, thị xã trên toàn quốc sẽ bị siết phân lô bán nền, chuyên gia dự báo khó có sốt đất. Với động thái siết phân lô bán nền có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, chuyên gia cho rằng sẽ ảnh hưởng gần như bao trùm thị trường từ Bắc tới Nam và có thể sẽ không còn chứng kiến nhiều cuộc sốt đất nền như trước đây. Vậy nội dung cụ thể ra sao? Quý khán giả hãy theo dõi nội dung sau đây nhé! Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, quy định không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở, tự phân lô bán nền trong khu vực các phường, quận, thành phố, của đô thị loại đặc biệt, loại 1, 2 và loại 3 và thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định của luật đất đai. Đối với các khu vực còn lại, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện của địa phương để xác định các khu vực chủ đầu tư dự án được chuyển nhượng quyền sử dụng đất để có hạ tầng kỹ thuật cho cá nhân tự xây dựng nhà ở. Trong khi hiện nay, khoảng 2.41 Nghị định 43/2014/NĐ-CP sửa đổi bởi Nghị định 148/2020/NĐ-CP chỉ ngăn chặn phân lô bán nền tại các phường của các đô thị loại đặc biệt và đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương. Khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị. Theo thống kê của Bộ Xây dựng, đến tháng 12 năm 2023, toàn quốc có 902 đô thị, trong đó có 2 đô thị loại đặc biệt, 22 đô thị loại 1, 36 đô thị loại 2, 45 đô thị loại 3 và 95 đô thị loại 4 và 705 đô thị loại 5. Như vậy, quy định mới sẽ không cho phân lô bán nền tại tổng cộng tới 105 thành phố, thị xã, tăng 81 thành phố, thị xã so với quy định hiện hành. Cụ thể, các đô thị sau trên cả nước sẽ bị siết phân lô bán nền. Hai đô thị loại đặc biệt gồm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 22 đô thị loại 1 bao gồm 3 thành phố trực thuộc Trung ương, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và 19 thành phố thuộc tỉnh, Huế, Vinh, Đà Lạt, Nha Trang, Quy Nhơn, Buôn Ma Thuột, Thái Nguyên, Nam Định, Việt Trì, Vũng Tàu, Hạ Long, Thanh Hóa, Biên Hòa, Mỹ Tho, Thủ Dầu Một, Bắc Ninh, Hải Dương, Pleiku, Long Xuyên. 36 đô thị loại 2 bao gồm các thành phố trực thuộc tỉnh, Phan Thiết, Cà Mau, Tuy Hòa, Uông Bí, Thái Bình, Rạch Giá, Bạc Liêu, Ninh Bình, Đồng Hới, Phú Quốc, Vĩnh Yên, Lào Cai, Bà Rịa, Bắc Giang, Phan Rang Tháp Chàm, Châu Đốc, Cẩm Phả, Quảng Ngãi, Tam Kỳ, Trà Vinh, Sa Đéc, Móng Cái, Phủ Lý, Bến Tre, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Sơn La, Tân An, Vị Thanh, Cao Lãnh, Vĩnh Long, Tuyên Quang, Sóc Trăng, Kon Tum, Dĩ An, Yên Bái. 45 đô thị loại 3 bao gồm 29 thành phố, Điện Biên Phủ, Hòa Bình, Hội An, Hưng Yên, Đông Hà, Bảo Lộc, Hà Giang, Cam Ranh, Cao Bằng, Lai Châu, Tây Ninh, Bắc Cạn, Tam Điệp, Sông Công, Sầm Sơn, Phúc Yên, Hà Tiên, Đồng Xoài, Chí Linh, Long Khánh, Gia Nghĩa, Ngã Bảy, Thuận An, Hồng Ngự, Từ Sơn, Phổ Yên, Tân Uyên, Bến Cát, Gò Công. 16 thị xã: Sơn Tây, Cửa Lò, Phú Thọ, Bỉm Sơn, La Ghi, Sông Cầu, Long Mỹ, Tân Châu, Cai Lậy, Quảng Yên, Kỳ Anh, Bình Minh, Đông Triều, Phú Mỹ, An Nhơn, Kiến Tường. Luật đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản vừa thông qua có nhiều quy định chặt chẽ sẽ từng bước giải quyết tiêu cực về đầu cơ, lãng phí tài nguyên đất, theo chuyên gia. Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi có thêm quy định không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây nhà ở trong các đô thị loại đặc biệt 1, 2 và 3. Quy định này được kỳ vọng ngăn chặn tình trạng phân lô bán nền, một trong những nguyên nhân gây sốt ảo và đầu cơ nhà đất ở hầu hết đô thị. Điều 48 luật này cũng bắt buộc các giao dịch bất động sản phải thanh toán qua ngân hàng. Động thái này được cho sẽ loại bỏ hiện tượng giao dịch hai giá là cơ sở để xây dựng hệ thống dữ liệu, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển minh bạch hơn, giảm tình trạng đầu cơ, sốt giá. Ngoài ra, Điều 153 luật đất đai 2024 quy định tăng thêm các khoản thu ngân sách từ đất, trong đó tiền sử dụng và thuê đất sẽ tăng thêm với các dự án bất động sản chậm tiến độ hay không đưa vào sử dụng. Luật mới dự kiến tác động mạnh đến việc triển khai dự án và hạn chế tình trạng tổ chức, cá nhân thu gom đất ồ ạt, cản trở khả năng tiếp cận đất đai của các nhà đầu tư khác có cùng năng lực hoặc năng lực tốt hơn để thực hiện các dự án. Luật mới này cũng đã siết điều kiện doanh nghiệp nhận quyền sử dụng đất để làm dự án nhà ở thương mại. Theo đó, chỉ cho phép doanh nghiệp thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất khi đã có sẵn quỹ đất và phải có tối thiểu 1 m² đất ở mới được làm dự án.
luật hiện hành cho phép doanh nghiệp được thỏa thuận nhận chuyển nhượng, thuê, góp vốn quyền sử dụng đất, không phân biệt đất đó là loại gì, miễn phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Quy định này giúp tránh tình trạng doanh nghiệp gom đất nông nghiệp rồi để hoang, không triển khai dự án hay chuyển mục đích sử dụng tràn lan. Bên cạnh đó, trong báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý luật đất đai 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ khẩn trương đề xuất các quy định về mức thuế cao hơn với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất. Quy định này được cho là nhằm tránh tình trạng tổ chức cá nhân thu gom đất gây lãng phí tài nguyên đất. Theo các chuyên gia, những quy định mới đang từng bước giải quyết tiêu cực về đầu cơ, lãng phí tài nguyên đất tồn tại thời gian qua. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, phân tích quy định không cho phép các dự án được phân lô bán nền, bắt buộc chủ đầu tư sẽ phải thực hiện việc xây thô cho khách hàng. Doanh nghiệp sẽ tập trung vào phân khúc đầu tư tạo lập nhà ở, công trình trên đất thay vì chỉ đầu tư hạ tầng và bán lúa non. Như vậy, giá trị lô đất sẽ tăng lên do phải nộp tiền xây dựng. Việc này giúp đất đai được sử dụng tiết kiệm, hạn chế tình trạng đầu cơ đất đai, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang, ông nói. Còn thạc sĩ Nguyễn Văn Đỉnh cho rằng, luật mới đã có quy định buộc doanh nghiệp sử dụng đất thương mại, dịch vụ phải thuê đất trả tiền hàng năm, không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà chỉ được bán cho thuê tài sản gắn liền với đất. Như vậy, người sử dụng phải đưa đất vào triển khai dự án, làm đất đai sinh lời, hạn chế thực trạng doanh nghiệp không đủ năng lực chỉ gom đất đầu cơ sang tay kiếm lợi. Cũng theo ông, luật đất đai 2024 yêu cầu phải có đất ở để làm dự án nhà thương mại. Điều này hạn chế tình trạng doanh nghiệp tay không bắt giặc. Chỉ những doanh nghiệp năng lực thực sự mới tiếp cận được quỹ đất, tạo nguồn cung bất động sản bài bản, chuyên nghiệp và minh bạch, giải quyết được câu chuyện lãng phí tài nguyên đất. Đồng quan điểm, bà Trần Thị Cẩm Tú, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản ECRS, nhìn nhận việc quy định đất làm dự án nhà ở thương mại phải có tối thiểu 1m² đất ở, phần nào sẽ thanh lọc chủ đầu tư, tránh tình trạng gom đất, găm đất và không thực hiện dự án. Việc này cũng giúp ngân sách nhà nước khai thác được chênh lệch địa tô từ việc cho người dân chuyển mục đích hoặc đấu giá đất sạch. Tuy nhiên, bà Tú cho rằng điều này sẽ gây khó khăn cho các doanh nghiệp chưa có sẵn quỹ đất. Vì vậy, rất cần chính quyền tạo điều kiện cung cấp quỹ đất sạch cho doanh nghiệp tham gia đấu giá và thực hiện dự án. Nếu có quỹ đất sạch sẽ rút ngắn được thời gian đầu tư cho doanh nghiệp. Nhà nước cũng cần hỗ trợ cắt giảm các thủ tục hành chính, quy trình để có các quỹ đất phát triển phù hợp, làm hạ tầng kỹ thuật để kêu gọi và thu hút doanh nghiệp về phát triển các dự án. Còn theo lãnh đạo một doanh nghiệp bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh những quy định hiện tại, cũng cần đẩy nhanh việc đánh thuế tài sản với những người sở hữu nhiều nhà đất để hạn chế việc đầu cơ đất đai. Theo ông, thuế này không đánh vào người thu nhập thấp mà chỉ áp dụng với nhóm đối tượng đầu cơ, tích trữ nhiều nhà đất. Vì vậy, việc đánh thuế tài sản này là hợp lý. Ông cho rằng mức thuế suất phải nghiên cứu kỹ để đảm bảo việc đánh thuế đạt được mục đích hạn chế đầu cơ đất đai. Để làm được điều này, cần xây dựng dữ liệu nhà đất liên thông giữa các địa phương nhằm quản lý việc một người sở hữu nhiều đất đai ở những địa phương khác nhau trên cả nước. Dự luật đất đai sửa đổi sau khi được tiếp thu, chỉnh lý gồm có 16 chương và 260 điều, bỏ 5 điều, sửa đổi bổ sung tại 250 điều so với dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. Sau một thời gian dài tiếp thu các ý kiến đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân, hiện Quốc hội đã thống nhất 18 nội dung sửa đổi, bổ sung, trong đó có nhiều quy định liên quan trực tiếp đến đất đai, thị trường bất động sản như quyền và nghĩa vụ về sử dụng đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, không mở rộng phạm vi nhận chuyển quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, điều 28. Trường hợp tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê, trả tiền hàng năm đối với tài sản gắn liền với đất, điều 34. Dự thảo luật cũng bổ sung thêm các quy định về điều kiện đối với cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng đất trồng lúa, khoản 7, điều 45, nguyên tắc lập và phê duyệt quy hoạch sử dụng đất các cấp, khoản 9, điều 60. Chỉ tiêu sử dụng đất được xác định trong nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện, điều 65 và điều 66. Thu hồi đất thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại, dịch vụ, khoản 27, điều 79. Các loại đất thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao, không đúng thẩm quyền, khoản 3, điều 138. Một số vấn đề của luật đất đai sửa đổi được các doanh nghiệp, người dân rất quan tâm như
về quyền và nghĩa vụ về sử dụng đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài có ý kiến đề nghị rà soát, bảo đảm sự thống nhất với các luật khác như luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở. Dự thảo luật chỉnh sửa quy định theo hướng đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quốc tịch Việt Nam là công dân Việt Nam thì có đầy đủ các quyền liên quan đến đất đai, không chỉ riêng quyền đối với đất ở như công dân Việt Nam ở trong nước, cá nhân trong nước và giữ chính sách như pháp luật hiện hành đối với người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài. Về mối quan hệ giữa các trường hợp thu hồi đất và đang có quyền sử dụng đất, thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội, khoảng 6, điều 127, dự thảo luật chỉnh sửa theo hướng ưu tiên người đang có quyền sử dụng đất. Phương án này góp phần đẩy mạnh thực hiện định hướng thương mại hóa quyền sử dụng đất, khuyến khích người sử dụng đất đang có quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Điều này có nghĩa là quyền lợi của người sử dụng đất được nâng cao. Một vấn đề đáng chú ý của dự thảo luật đất đai sửa đổi là thu hồi đất thực hiện dự án nhà ở thương mại. Đây là vấn đề có rất nhiều ý kiến, có khi làm nóng nghị trường. Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về vấn đề nóng này, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh nêu rõ, về thu hồi đất thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại, dịch vụ, khoảng 27, điều 79. Dự thảo luật quy định theo hướng kế thừa quy định của luật đất đai năm 2013 chỉ thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại, dịch vụ khi là dự án đầu tư xây dựng khu đô thị. Dự án khu đô thị thuộc trường hợp xem xét thu hồi là dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng. Nội dung này phù hợp với điều 79 chỉ quy định về các trường hợp thu hồi đất thực hiện dự án để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Sẽ cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền, khoảng 3, điều 138. Dự thảo luật chỉnh sửa theo hướng quy định về xem xét công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đến trước ngày 1 tháng 7 2024. Điều khoản này sẽ giải quyết rất nhiều trường hợp chưa cấp quyền sử dụng đất mà chưa có giấy tờ có lợi cho người dân. Thời gian tới, Cà phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật nhiều tin tức về kinh tế, tài chính, thị trường bất động sản bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.